Ngày 14 tháng 3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, truy tìm xe ô tô con vượt phải, vi phạm luật giao thông trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đoạn clip được camera hành trình của chiếc xe container ghi lại, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 13 tháng 3. Thời điểm này, xe container đang chạy ở làn đường giáp giải phân cách giữa, đoạn tuyến có 4 làn xe của cao tốc Cam lộ La Sơn. Kết thúc đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn sang 2 làn, bất ngờ xe container bị một ô tô con vượt từ bên phải tạt đầu. Hình ảnh ghi lại cho thấy, ô tô con mang biển kiểm soát 51F19795 bất chấp biển cấm, tạt đầu container vượt sai quy định trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm chú ý. Nhiều người nhận định tình huống vượt lên từ bên phải của tài xế ô tô kể trên rất giống với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba mẹ con thiệt mạng xảy ra hôm 18 tháng 2 trên tuyến cao tốc này. Cơ quan chức năng cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn trên tuyến cao tốc này là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trong đó, nhiều vụ do tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cam lộ La Sơn, La Sơn Tý Loan góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và liên vùng. Tuy nhiên, quá trình đưa vào vận hành còn nhiều điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ông Phương yêu cầu các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá đúng nguyên nhân, sớm triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nhằm khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả tuyến cao tốc. Hiện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đang tiếp tục xác minh vụ việc.